chỉ với những cây thảo dược giản dị và quen thuộc của người Việt Nam, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng. Bài thuốc nam gia truyền của lương y Phạm Công Bằng đã giúp hàng ngàn người hút thuốc lá cai nghiện chỉ sau 3 ngày. Năm 2010, trong một lần trở về quê hương thành phố Hải Phòng, sau nhiều năm công tác tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, một lần tìm lại kỷ vật của ông nội, anh Bằng tình cờ phát hiện bài thuốc giúp bỏ thuốc lá cùng lá thư tay với lời dặn dò giúp đời, giúp người của ông nội. Và cái tên lương y Phạm Công Bằng cũng bắt đầu từ đây. Ông nội tôi tên là Phạm Công Quyên, người gốc Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thì ông nội tôi năm 1954 có tập kết vào Nam chiến đấu, hoạt động theo cái cách mạng. Thì năm 1954, ông nội tôi đã may mắn cứu được một vị hòa thượng cao tăng đắc đạo tại tỉnh Tây Ninh. Thì qua đó, vị hòa thượng đem lòng thương mến và truyền lại cho ba bài thuốc. Một bài thứ nhất là bài thuốc cai thuốc lá. Bài thuốc thứ hai là các bệnh về gan. Bài thuốc thứ ba là chỉ các bệnh về ung thư. Đến năm 1971, ông nội tôi bị địch bắt và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Thì qua đó bài thuốc đã bị thất truyền rất từ lâu rồi, từ năm 1971 đến nay. Đến năm 2010 thì tôi về quê chơi, thì tình cờ lục lại được kỹ vật xưa. Kỹ vật xưa nằm ở trong cái đài bán dẫn cũ, có một bức thư tay của ông nội gửi lại, và với lời dặn dò là đem bài thuốc này ra để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người bệnh, nhằm mang lại sức khỏe cho cộng đồng xã hội. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người trên thế giới. Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng hơn 100 người chết vì thuốc lá, và theo kết quả điều tra mới nhất năm 2016 cho thấy, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới với tỷ lệ 45,3%. Trong khói thuốc lá có hơn 4.000 hóa chất, trong đó có hơn 200 loại hóa chất có hại cho sức khỏe và có tới hơn 40 chất gây ung thư như ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư thanh quản, gây tắc nghẽn phổi mãn tính, các bệnh về đường hô hấp cho người hút. Những người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn. Chất nicotine có trong thuốc lá tác động trực tiếp vào não bộ của người hút thuốc. Chất này đi vào phổi và sau đó lưu thông trong máu. Chỉ 7 giây sau là có thể tác động đến não, khiến người hút nghiện thuốc, đồng thời dễ gây rối loạn hành vi, làm giảm khả năng nhận thức và mất tập trung. Nhận thức được tác hại của thuốc lá đến sức khỏe con người và hạnh phúc mọi gia đình, lương y Phạm Công Bằng quyết tâm nghiên cứu, pha chế các vị thuốc theo công thức của ông nội để lại. Sau thời gian kiểm nghiệm và chữa trị cho nhiều người, bài thuốc đã ứng dụng thành công hơn mong đợi. Bài thuốc gồm 3 cơ chế. Một là giảm thèm, khiến cho người ngậm và sử dụng thuốc không thèm từ 3 đến 5 ngày, tuyệt đối là không thèm nữa. Cơ chế thứ hai đánh vào khứu giác, trong quá trình ngậm 3 đến 5 ngày thì sẽ cảm thấy thuốc có mùi khét, tanh hôi. Cơ chế về vị giác thì cảm thấy thuốc không còn ngon nữa, mất ngon, thậm chí cảm thấy buồn nôn, mắc ói khi sử dụng thuốc. Được tổng hợp từ các vị thuốc cổ truyền dân tộc như đinh lăng, long đờn thảo, huỳnh bá, quế hồi và các thảo dược thiên nhiên khác, lương y Phạm Công Bằng đã bào chế được bài thuốc chữa cai thuốc lá với tính năng ưu việt. Ngay sau khi sử dụng thuốc, người hút thuốc lá sẽ giảm thèm ngay tức khắc, không có tác dụng phụ, không hại cho sức khỏe. Sau một thời gian, người nghiện thuốc lá sẽ không còn thèm thuốc, chán và sợ, rồi sau đó đoạn tuyệt hẳn với thuốc lá. Học được cái bài thuốc của anh Phạm Bằng thì xưa tôi dùng trong 3-4 ngày thì nó có hiệu quả. Thế thì cách sử dụng thì nó rất là đơn giản, nên là mình chỉ xúc miệng khi mình thèm thuốc. Sau 3-4 ngày thì nó bỏ dứt được cái cơn thèm thuốc. Tôi đã đến gặp anh Phạm Bằng, anh đã tư vấn cho tôi về thuốc cai nghiện. Sau khi tôi sử dụng thì tôi thấy nó rất hiệu quả, mặc dù đây nó chỉ là những cái thảo dược
thế nhưng nó vô cùng hiệu quả. Tôi tin rằng những người nào muốn cai nghiện như tôi thì dùng thuốc sẽ đạt hiệu quả cao. Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ Phạm Công, lương y Phạm Công Bằng luôn tâm niệm phải giúp người, giúp đời. Dù hiện nay các vị thuốc thảo dược đang có nguy cơ cạn kiệt, lương y Phạm Công Bằng lại tiếp tục học hỏi, tìm hiểu cách trồng cây thuốc, nghiên cứu vị thuốc và mong muốn sẽ có những vườn trồng thảo dược quy mô lớn, vừa tạo việc làm cho người lao động địa phương và bào chế được nhiều bài thuốc, chữa thêm nhiều bệnh cho người dân. Do bài thuốc này thì mới phát triển được trong 5 năm gần đây, thì về quy mô sản xuất thì nó cũng còn nhỏ, tập hợp nguyên liệu, nhân công và vốn thì cũng còn yếu, chưa có nhiều người giúp sức. Về mặt thuận lợi thì được người tiêu dùng ủng hộ rất là cao, hiện nay đã trên 5.000 khách hàng đã sử dụng qua và họ tự giới thiệu thêm về bài thuốc này. Đến với cơ sở thuốc nam dược gia truyền của lương y Phạm Công Bằng, người nghiện thuốc lá sẽ được lương y tư vấn, phân tích thói quen hút thuốc lá và lựa chọn định lượng cần dùng nhất định để cai thuốc, động viên tư vấn bỏ thuốc. Bởi theo lương y, bên cạnh việc sử dụng thuốc thường xuyên thì người cai thuốc cần có ý chí, lòng quyết tâm thì liệu trình bỏ thuốc sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn và không còn tái nghiện trở lại. Hành vi nào để họ dùng thuốc? Họ dùng thuốc có thể về hút thuốc lá nghiện hành vi, ví dụ như là sau khi ăn cơm xong họ sẽ thèm hút thuốc một điếu, hoặc là sau khi căng thẳng bực bội hay là muốn giải tỏa tâm lý họ sẽ hút một điếu. Nó có 3 dạng nghiện: nghiện thứ nhất là nghiện hành vi, nghiện tâm lý và nghiện thực thể. Nghiện thực thể là nặng nhất, một ngày có thể hút trên 1 gói thuốc. Khi gặp họ thì đầu tiên là phải nắm được họ hút bao nhiêu thuốc, thứ hai là quá trình hút thuốc rồi đó có biểu hiện như thế nào, tương tác với cộng đồng xã hội ra sao, thì từ đó mình có biện pháp tư vấn tốt nhất cho họ. Nên tư vấn cho họ về ý chí và lòng quyết tâm. Bỏ thuốc thì có liên quan đến ý chí. Hai là biết từ chối lời mời khi đã cai thành công. Khi cai thành công mình nên biết từ chối lời mời. Mình hút thử mình có thể tái nghiện lại. Với mong muốn thuốc lá ra đi, sức khỏe trở lại, cơ sở thuốc nam dược của lương y Phạm Công Bằng đã trở thành địa chỉ đồng hành tin cậy của nhiều người nghiện thuốc lá từ Bắc vào Nam. Với tiêu chí người Việt dùng thảo dược Việt, an toàn về chất lượng, sức khỏe con người là vốn quý, lương y Phạm Công Bằng sẽ tiếp tục nghiên cứu, bào chế và mở rộng quy mô cơ sở thuốc chữa cai thuốc lá đến